Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu tới anh chị và quý khách hàng một con Accent số tự động đời cao, sản xuất năm 2019. Một con xe mà màu vàng cát. Con xe này thì em vừa mới dọn xong và xe thì em còn chưa rút hồ sơ, vẫn để nguyên biển 18 Nam Định. Tuy nhiên thì một con xe khá là đẹp nhá. Con này thì nó là bản số tự động bản thường, bởi vì là Accent nó sẽ có 4 phiên bản, 2 bản số sàn và 2 bản số tự động. Trên bản này có một bản ATH cửa nóc nữa. Tuy nhiên thì đây là một con bản thường, giá thành thời điểm này nó cực kỳ hợp lý cho anh chị và các bạn, bởi vì là nó chỉ có hơn 300 thôi, chưa đến 400 triệu. Một con xe mà số tự động, form dáng thể thao, phân khúc hạng B, máy chấm tư, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ nồi đồng khối đá này, toàn bộ những ống gầm này, và toàn bộ từ những la răng, từ những cái guốc phanh và áp phanh này, nó còn cực kỳ mới đây, từ những cái phần tôn trong này đó, từ phần gầm đây. Sản xuất năm 2019 thì một điều đương nhiên nó chính là phải zin hết. Đấy, vì đó rất là cao rồi, mới chạy có vài năm thì không có lý do gì mà để mà ra máy hay là để mà không zin cả. Đấy, xe thì đây là toàn bộ khoang cốp phía sau, phần tôn gầm này mới đét luôn. Đấy, mới đét luôn, lốp dự phòng đây và toàn bộ bản lề này. Bản lề zin hết. Đấy, toàn bộ từ những con ốc cabo này, từ những cái keo sỉ này, và từ những cái lòng máng này zin hết này, lòng máng đặc biệt là cái lòng máng này. Đấy, riêng nhà em buôn xe nhá, bao nhiêu năm này riêng cái lòng máng là một lỗi gần như là không lấy, không bao giờ được phép lỗi vào đây. Và đặc biệt là các bác để ý riêng cái lòng máng này, kể cả bất kỳ gara nào cũng không thể làm được. Đấy, chỉ được phép xuất xa chuột xóa thôi, đã vào những cái phần đuôi này, cái lòng máng này rất khó làm và nó là xe lỗi như thế nào nó rất là nặng. Đấy, còn phần keo chỉ riêng các bác đến nhà em thì không bao giờ phải bóc phần cao su này, bởi vì là nhà em bảo hành từ ngoài này luôn, từ những cái keo sỉ này. Đấy, từ những cái keo sỉ ngoài này. Đấy, từ những cái tắp ly ngoài. Đây, từ những con ốc gầm này. Đó, đây. Đó, và từ những cái la răng, từ những cái guốc phanh nhà em sơn thì sơn những cái chắn bùn này. Đó, và sơn những cái phần sắt xi đen ở dưới thôi. Đấy, sắt xi đen này thôi. Còn lại những cái sơn sần này vẫn để nguyên này, những cái sơn sần và đường bao bô lên gần như chưa kích luôn. Con xe này thì nó tương đối là mới chạy có vài vạn cây số thôi. Sản xuất cuối 2019, nó đã có cửa gió điều hòa sau rồi. Trần thì trần nỉ nguyên bản nhé. Ghế da, con này bằng ghế da rồi, nguyên bản rồi. Bên trong nó vẫn là ghế nỉ này. Đấy, trong nó vẫn còn một lớp nỉ ở trong. Nguyên bản theo xe, tắp ly này. Và toàn bộ bản lề rồi cũng như là keo sỉ cửa này zin hết nhé. Sỉ cửa zin hết. Đây, đến phần cột keo. Đấy, phần cột này cũng là một phần kỵ này. Đặc biệt là không gara nào có thể làm được và rất dễ phát hiện. Đấy, phần cột này, tất cả những con ốc này zin hết bản lề. Zin hoàn toàn zin luôn. Đây, từ những cái da ghế bên phụ này, từ những cái mặt táp lô này, từ cổ bóng khí này, từ những cái táp ly. Đấy, cửa trước bên phụ keo chỉ zin, xi nhan hương, đăng kiểm dài nhá. Đăng kiểm dài đối với bản đủ nó sẽ có đèn led ban ngày, đèn bi và đèn liếc. Khi đánh lái bên nào thì cái đèn liếc nó sẽ sáng. Đấy là đặc điểm của Accent bản đủ, chỉ có bản bay, bản tiêu chuẩn số sàn mới có thôi. Đó, tất cả bản chân phanh, chân côn, chân ga xe em vừa dọn xong nhá. Tất cả những con ốc đều zin hết này, hoàn toàn zin hết luôn, từ những cái tắp ly cửa lái này, từ những cái cột keo. Đó, và từ khoang máy đây, khoang máy. Máy loại này thì sản xuất 2019 thì không có lý do gì mà để mà chạm bất cứ vào con ốc nào ở trong phần khoang máy này cả. Từ những cái nỉ trong này còn đẹp này. Nỉ trong đẹp. Và giá thành thời điểm này nó rất chi là rẻ, Accent này nó đang xuống giá rất nhiều. Bán giá theo thị trường thời điểm trước con này nó phải 42, thậm chí 43. Tuy nhiên thì giờ thì còn chưa đến 400 triệu. Chưa đến 400 triệu. Con Accent toàn bộ từ những cái pha đèn này, rồi là từ những phần đèn gầm, từ mép mí, rồi là từ những quả la răng trước này, từ guốc phanh này. Đây. Đấy, rồi là từ lồng dè cua lốp, từ phần thụt. Xe thì thân vỏ em đã dọn dẹp bắn tỉa, cũng như là đánh bóng và dọn dẹp khoang máy nội thất rồi. Về các bác là chỉ việc đi thôi, không phải động chạm bất cứ gì thêm nữa. Đây, máy nổ này. Đấy, con này là km zin luôn nhá, này km zin luôn. Và toàn bộ từ vành vô lăng này cho đến màn hình zin theo xe, để mở start top và hệ thống củ số, bao da, phanh tay và trần nỉ. Đấy, đây, cúp đẹp này. Xe thì zin hết nhá, cảm biến rồi là màn hình cam lùi đây. Đấy, loa đài nghe cực kỳ thích. Đấy.
Các bác, đối với xe nhà em thì về chỉ việc đóng thuế sang tên là chạy thôi. Giá thì đã bao gồm cả phí rút hồ sơ rồi, chưa đến 400 triệu, hơn 300 triệu một Accent sản xuất năm 2019. Form dáng thể thao và full đồ chơi phụ kiện và option. Vậy thì nếu anh chị và các bạn đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại nhé. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và quý khách hàng một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.